À hello anh em, thì hôm nay có nhận sửa một con Samut 3000G nhé của Lợi Phát này. Con này của khách ở bên Thái Bình sửa và nâng cấp luôn. Thì trước tiên tổng quan máy thì rất là bụi bẩn, để lâu không ránh. Đấy, và con này đang bị báo lỗi E8. Đấy anh em ạ, báo lỗi E8 thì nhìn sơ qua trước mắt thì tụ nó nổ bố nó rồi còn đâu. Đây. Tụ băm nhá. Tụ này nổ rồi, phanh chữa loi tơ phòi này anh em này, nhìn thấy không? Đấy, quay đây cho anh em xem nhá, quay này. Đấy, tụ bị chữa rồi nhá. Đây này, phụt ra này. Hai con này bị nhá. Con này thì cũng vứt luôn, tụ rất đều. Cái này thì tụ này, dàn tụ này tí em xem thay luôn. Tại vì lần trước em có sửa con 3000G Lợi Phát thì khách đánh phải lên đến 160. Đánh cao quá. Lần này em sẽ nâng tụ này lên thì em sẽ nâng số mi nó cao hơn, giật cá nó buốt hơn nhá anh em nhá, và em sẽ thay cho dàn tụ băm hết bằng tụ 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 kẹo thì đánh nó bật cá hơn. Ok anh em nhá, thì chờ xem em sẽ sửa xong con này như nào nhá. À, đây là con Samut 3000G Lợi Phát của anh Ban ở bên Thái Bình, em đã làm lại xong nhá, sửa xong ok này anh em nhìn này, tụ này ấy phọt hết nhá. Đấy, tèo phòng hết. Con này em nâng cấp lên chạy 18 mi. Đấy, ba tụ 6 mi nhá. Ok anh em luôn. Còn cái tụ này ấy, thì thực ra chỉ số của nó không đủ đâu và tụ rất là nhẹ, khô dầu rồi. Nên nó kém rồi. Bây giờ mình thay bằng bốn tụ này nhá. Tụ này tầm khoảng 580 mi. Đấy. 580 mi. 400V nha. Ok, mình sẽ thử tải cho anh em xem nhá. Công bây giờ nếu mà so với công suất thì nó phải gấp 3 lần cái máy ban đầu nhá. Đấy, và nó khỏe hơn. Ban đầu thì đánh đến 131 thì mới chết cá, nhưng giờ nếu mà muốn đánh cá trắng chỉ đánh tầm khoảng 87 thôi. Chứ đánh cao nó lịm hết, đánh cá trắng chỉ đánh tầm 87 thôi. Tầm này thôi, 87, 60, 20 chỉ bấm tầm 3 giây có cá là nó phọt. Mình sửa rất nhiều máy 3000G này rồi. Đấy, 3000G lại phát thử cho anh em nghe tiếng máy này. Đấy. À. Đấy, còn đấy đây là mức áp thấp nhá, còn áp cao thì tiếng máy nó lại kêu khác, bật lên áp cao này. Áp cao thì này, tiếng máy nó kêu đanh hơn này. Đấy, anh em thấy không? Khỏe hơn nhá. Đây là áp cao nhá. Đấy, nâng cấp luôn con này khỏe lên. Đây, bật lên chế độ bên trên này cho anh em nghe tiếng máy này, tiếp này. Đủ. Đấy. Rất là đầy nhá. Mà bây giờ độ giật cá nó rộng hơn nhá. Đấy, anh em nghe tiếng máy chưa? Mình làm lại rất nhiều cái máy 3000G này cho khách rồi. Làm lại chỉ có đánh ngon thôi, đảm bảo ngon. Ngon hơn lúc đầu luôn, mình dám khẳng định là ngon hơn cả máy mới luôn. Thực ra thì cái phần tụ nó bị yếu thì mình đã thay hết rồi, thì bây giờ còn cái gì đâu, thì biến áp không bao giờ bị ảnh hưởng rồi, chỉ có chạy lâu cũng chẳng bao giờ bị ảnh hưởng, chỉ có yếu đi, khỏe mạnh yếu thì do tụ hết, nên là bây giờ mình đã thay lại tụ các thứ, thay mi cao và nó khỏe hơn thì đánh nó chắc cá hơn nha. Giặt con cá nó buốt mà nó đơ lâu, nổi lâu. Đấy, anh em thấy không? Đây là mức áp cao nhá, còn bật sang nước áp thấp này. Bật nước áp thấp nhá. Đấy. Đây là nước áp thấp nhá. Ok anh em nhá, quay anh em xem này. Đấy, máy mình vệ sinh lại cho máy vứt đúng 1 năm không đánh, anh bảo vậy để yếu đánh nó chán. Ok, làm lại ba ngon nhá. Chào anh em nhá.